Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá nè, tiếp tục lên sóng nữa nè. Có con cái con nói HDMI qua 8 cổng ha, một cổng vào, 8 cổng ra. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin. Còn tem nhãn đàng hoàng luôn. Con này là chưa bao gồm nguồn ha, nguồn 5V. Đây. Nè, ao nè, 1 2 3 4 cái ao, 1 cái in. 5 6 7 8 ha, 8 cái ao, 1 cái in. Từ 4K nhân 2K HD gì nè. Em nghĩ mấy con này nhà nào xài TV nhiều quá, phát ra nhiều hay là dùng gì đó trong siêu thị đâu đó ha. Nguồn bọng ok. Ở đâu rồi? Lên nguồn cháy đèn ok hết ha. Rồi ok hết. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger giùm em. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý khách vào dịp khác nha. Xin cảm ơn.